Chào tất cả các bạn, quay trở lại kênh Ông Xồm Vlog của mình. Hôm nay mình làm món trứng nướng các bạn ạ. Mình vừa đi về, trời mưa rết đầu các bạn. Bây giờ mình đi làm các bạn trứng nướng. Đây tôi đang luộc trứng nữa các bạn ạ. Một chút nữa tôi sẽ mang trứng chín nữa sẽ mang ra nướng các bạn. Trứng đang sôi được một lúc rồi đấy, chắc là sắp chín rồi đó. Đây sau khi trứng chín các bạn, tôi mang ra đập các bạn, rồi cho ra bát. Bạn nghe gì không? Ở ngoài trời đang mưa rất là to. Hôm nay món trứng làm cái mà lúc trời mưa lớn thì chất lượng hình ảnh nó hơi kém các bạn. Hôm nay tôi làm mâm trứng lộn khủng để thử thách ăn hết nó các bạn. Bình thường thì tôi chỉ ăn nhiều 2-3 quả, nhưng hôm nay tôi sẽ thử ăn hết một mâm như này. Đây các bạn xem này, trứng đã chín rồi các bạn. Nhìn rất là ngon các bạn. Thì lần đầu tiên tôi làm một cái mâm trứng to như này đấy các bạn. Đây. Đây. Và giờ tôi cho lên chiếc viên đá này, nướng trên viên đá các bạn ạ. Nướng trên đá này nó sẽ lâu hơn là nướng trực tiếp. Nhưng mà hy vọng thì nó sẽ rất là ngon. Đây, tôi xếp lên để chặt kín luôn các bạn. Kín luôn cái bị đá này. Viên đá rất là nóng lắm rồi. Sau được lúc tôi nhóm lửa to lên để nó nhanh nóng các bạn. Là rèm lửa cháy rất là lớn. Để cho trên đá nó nóng thì vậy chuyên lên cái bát để sôi được quả trứng các bạn. Và quá trình thì tôi sẽ cho thêm gia vị các bạn. Gia vị thì tôi đã pha nước mắm ớt đấy. Tôi sẽ cho lần lượt lên là trứng. Để các bạn xem này, nhìn rất là ngon các bạn, đúng là cực là thơm. Nước dùng thì tôi pha nước mắm ớt nha các bạn. Vì đây muối ớt mỡ hành các bạn. Thì tôi sẽ đợi một chút nữa nó sôi lên thì tôi sẽ cho thêm rau và cho một chút trước để cho nó ngấm nữa. Bây giờ bắt đầu tôi cho thêm rau các bạn, mỡ hành đã, mỡ hành và một chút các loại rau khác, là gia vị rau đấy. Các bạn thấy thế nào? Bây giờ tôi cho một ít rau trước để cho nó đấy ạ, để tí gần chín tôi cho thêm vào để nó tránh rau nó khỏi dừ các bạn. Cho đều đến tất cả vậy. Đây là các bạn biết cái gì vậy? Món trứng nướng mắm. Nhìn thấy ngon rồi các bạn ạ. Đây, các bạn thấy xem này.
cái trứng đấy, nó bắt đầu sôi sôi đấy, được đảo lên thì như cho nó chín đều đấy. Đấy, đảo đều tất cả các bạn ạ. Đây, trứng của chúng ta đây. Đã bắt đầu sôi rồi các bạn ạ. Bắt đầu sôi rồi ạ. Sôi nhìn nữa. Đây các bạn xem. Nó bắt đầu sôi dần rồi đấy. Thì sôi dần đều thì đây. Cho rau thì sôi rất là ngon đấy. Màu này chính đấy. Đây các bạn xem, ngoài trời đang đổ, ngoài trời đang đổ cơn mưa các bạn, rất là to á, trước của mình. Đây, sau trời một lúc tạnh mưa các bạn, trứng đã chín và tôi đã cho ra mâm và chuẩn bị ăn rồi các bạn. Mời tất cả mọi người nhá. Mời xin mời tất cả các bạn xem thưởng thức cùng tôi nhá. Trứng nướng muối ướt các bạn. Mình nướng hơi quá nó cũng kheo, hơi khô một chút. Xin mời tất cả mọi người nhá, ăn cùng mình. Ngon các bạn. Nó ngọt hơn. Càng thêm con thống nè. Quá ngon mọi người ạ. Đây là vẻ hơi nhạt. Cho thêm chút muối. Đội này. Thôi mọi người xem video hãy ủng hộ video của mình để mình có động lực làm video tiếp theo các bạn nhé. Cảm ơn tất cả mọi người. Quá tuyệt rồi. Mất xem. Không biết hôm nay mình ăn bao nhiêu chén đây, nhưng mà bình thường mình chỉ ăn 2 chén thôi các bạn. Mình đang giếp miền thứ 2 các bạn. Mời các bạn xem. Các bạn ơi nhé. Mình ăn hai quả này các bạn ạ. Rất là ngon đấy. Mời mọi người thưởng thức đi cùng nhé. Các bạn xem này. Đây là cùi dừa này. Ba rồi. Nếu mọi người xem video thấy hay, hãy cho mình một like, con mừng ở dưới. Nhớ đăng ký kênh của mình để theo dõi những video tiếp theo của mình nhé. Hôm nay mình sẽ cố gắng chín hết mâm hột vịt lộn này các bạn. Rất là ngon. Cảm ơn mọi người đã theo video của mình. Hẹn gặp lại mọi người ở video tiếp theo. Mình thử thách ăn cố hết mâm mì lộn các bạn ạ. Ghi còn 2, chỉ còn 2 quả thôi, mình sẽ ăn cố nốt đấy.